Xin chào tất cả bạn Phi TV đây, và hôm nay sẽ là một tập tiếp theo của series xây nhà dưới lòng đất. Và trong tập trước chúng ta đã hoàn thiện xong về phần tường của cái vũ trường, và tôi đã tiện tay làm nốt cái phần trần nhà. Và hôm nay chúng ta sẽ bước vào một phần tiếp theo của công việc xây vũ trường, đó là phần đèn. Được rồi. Và tôi có ý tưởng như thế này. Tôi sẽ lấy cái piston. Tôi sẽ thử làm qua một cái mẫu các bạn, và magic lamp. Đây một cái block của Ben nhé, và như thế này. Rồi, và thiết kế tôi sẽ làm như thế này. Đây chỉ đặt block bất kỳ đặt nào tượng xóa đi. Cái piston ở đây, xóa này đi. À, đặt một cái block của piston dưới ở đây đi. Đây, đúng rồi, đây. Và đặt một cái đèn ở đây. Nếu tôi kích hoạt cái này, lấy một cái lever, kích hoạt cái này, sáng, tối, sáng, tốt. Đấy, design nó như thế khá đơn giản, và tôi chỉ cần nối dây vào tất cả chúng quanh căn phòng. Rồi, và tôi sẽ bắt đầu làm chúng ở hai ở ô này, tôi tính từ ô này. Rồi, và tôi sẽ đặt nó ở đây để nó không mất thẩm mỹ. Rồi, nó sẽ bị trùng lại một ô, tôi biết thế, nhưng chúng ta sẽ phải chấp nhận cái việc đó. Và không, có thể nó làm nó ở ngoài này. Rồi xong tôi sẽ cho một cái này che vào, hoặc là lấy cái gì đó trắng, quartz che này vào cũng được, hoặc nó hoặc là quartz stair thì được, quartz stair khá tiện lắm, quartz stair có được, quartz stair có thể được, và tôi sẽ trang trí nó quanh khắp văn phòng. Rồi, tôi sẽ định làm như thế. Và đặt cái piston xuống đây. Đặt block magic đặt piston xuống trước. Ở đây. Đèn ở đây. Và block of redstone ở đây. Và đặt một cái cốt tệ đây. Và design chúng ta sẽ như thế này thôi. Chúng ta sẽ cứ làm nó cứ cách hai block. Và đèn stairs cách hai port, nó sẽ ở hai đây. Đây chuyển mọi người cho xong đây. Đây. Và tôi muốn làm cả trần nhà, nhưng tôi nghĩ lại là không. Và cái phần này tôi nghĩ là tôi sẽ cắt, tại vì phần này cũng khá là quan trọng cho những designers thực qua kiểu thiết kế như thế này. Các bạn sẽ đặt đèn đá đỏ ở đây, nhưng mà tôi không khuyến cáo các bạn như vậy, tại vì xong rất là trống, khá trống. Và một lý do tôi không đặt glowstone tại vì nó sẽ luôn luôn sáng. Đèn đá đỏ nó sẽ tối, khi tôi bật nó lên nó mới sáng. Cái đèn sẽ đẩy ra đây, nghĩa là những cái mạch điện nó chỉ có thể ở đây hoặc là ở hai ô ngay cạnh này, hoặc ở ô trên đầu. Ô trên đầu chắc chắn là không, và nó sẽ trông quá lộ liễu. Hoặc nếu các bạn muốn, tôi có thể làm ô trên đầu. Ô trên đầu xong tôi che cái stand ở đây. Nó vẫn hiện màu, nó còn trông lều nhiều hơn. Ui, nó trông khá lều nhiều. Tôi muốn làm thế nào nhỉ? Đúng rồi, tôi sẽ làm ô trên đầu. Tôi có ý tưởng khác là ô trên đầu. Đây. Tôi sẽ chuyển thiết kế. Tôi vừa nghĩ ra cái thiết kế này mới. Trên đầu. Đây. Đây. Tuyệt vời. Và bây giờ chúng ta sẽ phải
cái này đi. Và đây là tranh vẽ. Bay. Nào tôi đang muốn cái 3 x 3. To quá. Là chọn là bức tranh mà thầy muốn. Hãy cứ đặt mấy bức tranh ra chiều như này. Tôi sẽ chỉnh lại cái thiết kế sau. Nếu các bạn có điều gì muốn nói về thiết kế thì hãy cứ bảo tôi. Ui rồi, đúng lúc cần cái to thì không cho cái to. Bé thôi. Rồi và ở đây khoan, ok, để làm lại. Và đây tôi sẽ làm theo chiều như thế, nhưng mà một thôi. Sticky và đèn. Piston, đèn, gỗ và có điện thoại, nên là không muốn nghe. Tôi rất không muốn nghe. Tôi đang record. À, không sao, có người nghe đâu. Piston, đèn, rồi, hai, piston, đèn. Rồi, tuyệt vời. Đó, chúng ta cần nối dây vào tất cả cái mạch điện này, là chúng ta sẽ bắt đầu hoàn chỉnh. Phải cắm tranh pin chích. Phù hợp vừa luôn. Và lại bắt đầu nối dây. Giờ tôi cần phải đi vòng qua mấy cái này. Đây sẽ là đèn. Được rồi. Thế thì đây sẽ là một cái repeater. Được rồi. Tôi sẽ dọn dẹp tất cả đống này và tôi sẽ quay lại. Được rồi, và tôi nghĩ đó sẽ là tất cả những cái phần mà cần phải dọn dẹp. Bây giờ tôi sẽ kiểm tra nốt góc bên này xem còn gì không. Được rồi, còn phần bên này là phần cuối cùng. Đặt đèn xuống đã, không nhìn gì cả. Ups. Ê, không thể thực ra làm được đường ra. Ok. Rồi tôi cần phải sửa chữa lại. Được rồi, đó sẽ là tất cả. Và tôi phải cắm lại cái đuốc. Tôi có cái stairs và cái torch. Và đó đã là phần nối dây cho tất cả. Và tôi cần quay lại vào trong và bắt đầu nối dây.
và cách nối dây sẽ là lấy repeaters và redstone ở texture pack này gọi là magic, và bắt đầu nhớ ta đặt ở đây. Đấy, đặt cái level để kiểm tra xem nó tác dụng mạch điện nào. Đặt repeaters. Bỏ level. Và nó sẽ như thế. Repeaters. Let's go. À, tôi cứ để nối dây mạch dài như thế là xong, tôi sẽ quyết định cái level ở đâu. Lúc đó tôi mới quyết định rằng tôi sẽ đặt repeater ở đâu để nó không bị ngược chiều. Được rồi, và đó sẽ là phần cuối cùng của cái đó. Quay sang bên kia và mấy phần bên kia. Ôi tôi rồi, piston sẽ ở đây đúng không? Đúng rồi, tôi mình đặt đè được. Repeaters, piston, đặt một cái đèn ở đây nào, sáng. Đấy, tiếp tục nối tiếp từ đây. Redstone, redstone. Tại vì mạch không đủ dài, chắc chắn là mạch không thể là đủ dài được cái này. Nên là tôi chưa quyết định xem là level nó sẽ nằm ở đâu. Thế nên là tôi mới chưa làm cái việc đó vội. Và chúng ta sắp hết rồi. Repeaters. Repeaters. Mỗi giây. Mọi cái đi từ cửa. Đây là cái cung à. Repeaters. Đó. Tất cả các mạch đã được nối như thế. Thế này là vừa như thế. Bây giờ chúng ta nên quyết định xem cái level sẽ đi ở đâu. Rồi, nhưng mà cái level nó nằm ở đây. Nhưng mà cái level nằm ở đây. Có hai level trong inventory. Nhiên nó sẽ không bật vội. Được rồi. Còn level tôi thể để level ở đây. Đây. Có thể để level nằm ngay đây cũng được. Để level nằm ngay đây. Rồi tất nhiên nó sẽ không tất cả tại vì mạch này nó khá là dài. Bây giờ hãy bắt đầu đi nối mạch. Tập này sẽ dài, rất dài. Nhưng không sao, được rồi. Oh, the frame drop. Ok, lấy repeaters. Repeat ở đây. Repeat đây. Repeat đây. Repeat đây. Repeat. 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 Repeat.
Repeat. Repeat. Ok bạn, repeat. Ok, sắp xong. Repeaters. Repeaters. Và repeaters. Repeaters. Oh my lack. Repeaters. 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 Và đó sẽ là tất cả cho repeaters. Để che phần này vào. Và nếu như đúng thì tất cả cái này sẽ sáng. Tuyệt vời. Để phá tất cả cái đèn này đi nào. Đó mới là phần 1 của phần đèn. Tất nhiên là sẽ có phần 2 nữa, tôi vẫn chưa xong. Để phá tất cả phần đèn này đi và kiểm tra. Rồi. Căn phòng tối thì như thế này. Rồi tốt. Bước vào. Yeah, tôi đi vũ trường. Xuống đây. Ôi tối quá, bật đèn. Nên đó mới là phần 1. Tôi sẽ cho thêm mấy cái đèn nữa ở đây. Nhưng đó sẽ là tập 2. Và nếu như các bạn thích thì các bạn xem, đừng quên like, share video này. Và tôi sẽ gặp lại các bạn trong tiếp theo. Thích gì? Tạm biệt.